Quốc Thái Luân xin kính chào khách. Hôm nay là buổi tối ngày 22 tháng 9 năm 2017. Thái Luân rất vinh dự được đón tiếp gia đình nhà chú Tâm ở Dương Lội, Hà Đông, Hà Nội về ký duyệt chiếc sập thờ Mai Điểm bằng gỗ vụ kích thước 2m17, rộng 1m07. Chú cứ ký vào chỗ nào cảm thấy ký được thì cứ ký tẹt mô. Đấy, cố gắng nhá. Vâng, rồi em chắc chắn ngày đấy nó liên quan đến ngày đấy thì được, chắc chắn chục hôm nữa thì thoải mái. Quan trọng nhất đây là mới. Vâng. Ký duyệt. Cái này nó còn bộ quây góc nữa. Bộ quây góc bên trên đấy. Cái màu màu chú thích đánh màu nào thì chú sang bên nhà cho. Đánh màu có màu đẹp hơn đấy chú, màu. Đây này, màu này đẹp này chú ơi. Đấy, màu sáng màu này. Đấy, đấy, màu này đẹp đấy chú. Đây cũng là một cái sập mà. Đấy, cái màu này này đấy. Cũng là đẹp nhất. Màu này sau này nó xuống màu rất đẹp. Vâng. Đây này, cái này cho ông đang làm. Đây quanh kỹ như thế này là sau nó ra lại màu này. Đấy, màu này lên. Vâng. Chú Quốc Thái Luân xin trân trọng cảm ơn chú gia đình. Kính chúc chú gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp sau.